Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của công ty hàng đầu thế giới về cố vấn và định giá thương hiệu Brand Finance, trong những năm gần đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Việt Nam không chỉ lọt vào top 100 quốc gia có thương hiệu mạnh, mà giá trị thương hiệu quốc gia còn liên tục tăng trưởng hai con số, luôn nằm trong nhóm thương hiệu mạnh trên thế giới. Đây là động lực mạnh mẽ cũng như bệ phóng vững chắc, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 9 tiếp tục thu hút được sự quan tâm tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực khác nhau trong cả nước. Sau 9 tháng giả soát, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã thống nhất lựa chọn và công nhận 190 doanh nghiệp với 359 sản phẩm có đủ điều kiện đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, tăng 18 doanh nghiệp và 34 sản phẩm so với kỳ xét chọn trước, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này không chỉ khẳng định sự trưởng thành và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước mà còn minh chứng cho sự nỗ lực, sức sáng tạo, đổi mới không ngừng và năng lực tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên yên bình của dân tộc. Thông qua chương trình, nhiều tập đoàn doanh nghiệp Việt đã ý thức được vai trò tầm quan trọng của thương hiệu, được xem như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị sản phẩm, giá trị doanh nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ và là xu thế tất yếu. Phải nói là cái chương trình này càng ngày càng khó, nhưng chính cái khó cũng là niềm tự hào của doanh nghiệp khi đạt được cái vinh dự, đạt được cái chứng nhận thương hiệu quốc gia, và nó là tiền đề cho cái thương hiệu của Việt Nam chúng ta vươn xa hàng tầm thế giới. Tôi mong muốn là Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều cái thương hiệu, ngoài chương trình thương hiệu quốc gia này sẽ có nhiều thương hiệu nữa phát triển cùng với các nước trên thế giới. Trong số các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần này, tỷ trọng sản phẩm công nghiệp, chế biến chế tạo, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ cao hơn. Xuất hiện thêm nhiều tên tuổi thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa. Thông qua chương trình, nhiều tập đoàn doanh nghiệp Việt đã ý thức được vai trò của thương hiệu. Đây được xem như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị sản phẩm, giá trị doanh nghiệp, bảo đảm giá trị bền vững, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Từ đó chú trọng hơn cho xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Đối với Tài Ký, đó là một cái vinh dự rất là lớn khi được công nhận thương hiệu quốc gia. Và những cái sản phẩm sau khi đạt thương hiệu quốc gia thì khi đi làm các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước được sự đón nhận của tất cả người tiêu dùng. Là một doanh nghiệp thương hiệu quốc gia thì chúng tôi phải tuân thủ vào cái việc là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Với nhà máy thì chúng tôi cũng đã tập trung đầu tư vào máy móc và công nghệ. Mục tiêu chúng tôi là giảm được nguyên liệu, giảm được phụ liệu và đặc biệt hơn là chúng tôi giảm được năng lực. Với doanh nghiệp mà đạt thương hiệu quốc gia, đó là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong cái sự phát triển công ty và đặc biệt là yếu tố thương hiệu và sản phẩm. Chúng tôi thật sự thấy là rất là ý nghĩa cho một cái thương hiệu của người Việt để lan tỏa cùng hết tất cả các thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có một cái sự tự tin để có thể là mang cái chất lượng của thương hiệu của người Việt đem ra thế giới, và chúng tôi có thể tự tin, tự hào về chúng tôi là sản phẩm của nhân Việt Nam. Tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 với chủ đề Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là 190 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2024. Đây là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu năm 2023 đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước khoảng 150.000 tỷ đồng, đảm bảo công ăn việc làm cho trên 600.000 lao động, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thủ tướng lưu ý tới các doanh nghiệp cần không ngừng tập trung khai thác cơ hội từ xu hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tiên phong trong cuộc cách mạng xanh,
tận dụng lợi thế uy tín thương hiệu quốc gia, đồng thời kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm với thương hiệu quốc gia Việt Nam, tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng khẳng định, hình ảnh đẹp của mỗi thương hiệu quốc gia sẽ là hình ảnh đẹp về thương hiệu của đất nước, truyền thống, văn hóa, con người Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh các cam kết về giảm phát thải và chống biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của doanh nhân, doanh nghiệp cũng là thành công của đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển xanh, sáng tạo và hùng mạnh trên bản đồ thế giới, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam trong thời đại mới. Qua 20 năm, chương trình thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định là một trong những chương trình uy tín và chất lượng. Số doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu quốc gia tiếp tục tăng qua các năm, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024. Chương trình vừa khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất tại Việt Nam, vừa khẳng định năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, tính linh hoạt, sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần tạo dựng vị thế vững chắc tại thị trường trong nước và tô thắm hai chữ Việt Nam trên thị trường quốc tế, khẳng định sự đóng góp to lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc xây dựng thương hiệu quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm cao, với khí thế và niềm tin của cả nước vào đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới phải có thật nhiều doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và quốc tế. Thành công của doanh nhân, doanh nghiệp cũng là thành công của đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và hùng mạnh trên bản đồ thế giới. Với chủ đề vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã gửi gắm thông điệp về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp không chỉ tiên phong trong lĩnh vực kinh tế mà còn là lực lượng dẫn dắt cho xu hướng phát triển xanh, góp phần tạo nên một Việt Nam thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc trong tương lai. Bên lề sự kiện, lễ công bố và trao biểu trưng, một số doanh nghiệp cũng tổ chức trưng bày các sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam để các đại biểu tham quan và trải nghiệm. Thank you.